top 5 loại chứng khoán tuyệt đối không đầu tư. Phần thứ tư, chứng khoán có thanh khoản thấp. Vì thứ nhất, mua bán rất khó khăn. Thứ hai, nếu mà muốn mua thì phải trả giá rất cao. Có những cổ phiếu ngày trước chúng tôi mua phải trả đến mấy phiên trần mới có thể mua được cơ. Đúng ạ? Rồi đến lúc bán thì ngược lại, chúng ta phải bán với giá rất thấp thì mới có thể bán được. Thứ ba là cổ đông nhỏ lẻ thì sẽ không được quan tâm. Do những cái chứng khoán này thì về cơ bản họ nằm trong tay một nhóm nhất định. Từ đó những cái cổ đông nhỏ lẻ thì không được chú ý nhiều. Ví dụ ở đây, ví dụ như là Vina Cà Phê Biên Hòa hay là công ty Vivaco, tức là nước của Vinaconex, VAV. Thì ngày trước chúng tôi có đầu tư vào những doanh nghiệp này, phải nói là rất khó khăn để có thể gom cổ phiếu của nó, cũng như lúc bán ra rất khó khăn. Cho dù đây là những cái doanh nghiệp rất tốt, trả cổ tức đều đặn và cao, thậm chí VCF nhiều năm liền là cái cổ phiếu có cái thị giá cao nhất Việt Nam, cũng như được trả cổ tức cao nhất Việt Nam.